Xin chào anh em, mình là Hợp. Và hôm nay thì sau 7 năm gắn bó với địa chỉ 98 Phúc Thuận, bên mình sẽ quyết định đổi địa chỉ. Đây là shop cũ các bạn nhé. Đó. Đây là shop cũ của ICS. Thì hiện tại thì ICS đã chuyển địa chỉ từ số 98 phố Trung Phụng sang số 112 phố Trung Phụng. Và chút nữa thì mình sẽ quay cái địa chỉ mới cho anh em. Đây là cái video là bên mình đang dọn dẹp này. Sau này tất cả mọi giao dịch anh em và quý khách hàng vui lòng đến số 112 phố Trung Phụng nhé. Ok, sau đây thì mình sẽ quay cái shop mới cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ ICS trong thời gian vừa qua. Và nhân tiện trong cái đợt này thì bên mình có chương trình khuyến mại lớn đấy. Thì chút nữa thì mình sẽ nói luôn chi tiết chương trình khuyến mại cho anh em nhé. Xin chào anh em, mình là Hợp. Đây là con phố Trung Phụng và đây là cửa hàng mới của ICS. Các bạn có thể thấy ở bên trái là địa chỉ là 112 phố Trung Phụng nhé. Cửa hàng mới với giao diện mới rất là đẹp. Hôm nay thì có mở cửa chuyển đổi cửa hàng thì anh em có gửi hoa. Sau này thì bên mình sẽ tiếp đón anh em ở đây. Không gian mới, các bạn thấy chuyên nghiệp hơn và sẵn sàng tiếp đón anh em. Ở đây thì có rất là nhiều đồng hồ để anh em có thể lựa chọn. Tiện đây thì bên mình có chương trình khuyến mại là cập nhật ở trên fanpage của ICS cũng như là Zalo, và anh em có thể là theo dõi để được hưởng những cái ưu khuyến mại đợt này. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.